Bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Camera Nóng. Mở đầu là đoạn clip ghi lại hình ảnh dở khóc dở cười khi một chiếc xe tải do chở hàng cồng kềnh đã đội luôn chiếc cổng chào lên thùng hàng và di chuyển một đoạn tới vị trí khác không ai ngờ tới. Theo clip, trên tuyến đường dọc bờ kênh có một chiếc xe ô tô tải chở cành cây đang di chuyển. Khi xe ô tô đi qua cây cầu bắc ngang dòng kênh đã phải chui qua một chiếc cổng chào. Tuy nhiên, do chở hàng cồng kềnh, xe ô tô tải đã đội luôn chiếc cổng chào lên thùng hàng và di chuyển một đoạn. Khi sang tới bên kia đường, phát hiện ra xe mình đang chở theo luôn cả chiếc cổng chào. Tài xế lùi xe lại và hô biến chiếc cổng chào tự đứng lên hiên ngang tại vị trí khác, khiến ai nấy ngạc nhiên khi xem lại clip.